nguyên một dàn xe hơi tiền tỷ luôn. Đẹp quá ha. Thôi Gundam. Thôi Nguyên con khủng long ráp ráp luôn. Wow, con khủng long đẹp ghê luôn. Hello, xin chào tất cả, đây là quay lại chiếc kênh của Đức Chưa Vlog. Hôm nay tôi với Tuấn lại tiếp tục đi nhặt rác cho mọi người xem. Rác lên trời. Trời, tôi nhặt được mày biết sao có rác không say mà mày cầm cái thùng hay quá vậy? Trời, mình là những thánh nhặt rác mà. Tất nhiên đi nhặt rác là phải có rác. Ê, anh em ơi, hôm nay tôi để ý nha, mặt anh Tuấn sao mà láng bệnh đẹp quá vậy ta? Ủa, mày mới đi spa hả? Đúng rồi, đi spa. Trời, sao mày đi spa mày không rủ tao với? Trời, đi spa anh có chị em sao rủ được. Thôi mày bỏ cái thùng rác xuống giùm tao, mày cầm mày thúi quá. Bỏ xuống. Trời. Ủa rồi, cũng đâu nhá. Một lát làm có rác tính sau. Ê, ê, ê. Mày biết trước mặt tao là cái cây gì không? Cây gì hả? What? Đó, cái cây này nó có cái trái vàng vàng nha. Thôi, mày biết cây gì không? Không. Chuyện trong chuyện tấm cam đâu, cây gì? À, cây thị hả? Trời ơi. Yeah. Dạ ơi, tụi mày nói cây dừa, cây mít là tao quýnh mày rồi. Bây giờ tôi sẽ quăng chiếc dép lên để tôi lấy trái xị xuống cho anh em xem. Hả? À, anh em biết ngày xưa kỹ thuật của tôi đi hái chậm trái cây là gì á? Trời ơi, làm kêu nguyên chùm luôn kìa. Ồ. Rồi, ai cho mày dễ nè, bây giờ cầm đây coi. Này, em mới thấy một trái nha anh ta. À, trái này là nó màu xanh, là nó chưa có thơm. Nó phải màu vàng mới thơm được. Vậy hả? Bây giờ tôi sẽ lấy trái màu vàng cho anh em xem. Ê, phải đập thần chú nhất đã. Thị ơi, thị đụng xuống đi, bà chỉ hửi chứ bà không có ăn đâu. Vô. Oh no. Trời ơi. Trời ơi mày. Giỡn. Sao anh trai nhắm chuẩn nha. Trời ơi, rớt lá không luôn anh trai ơi. Ây da, khó quá này mời. Thôi thôi, để bữa nào tôi kiếm cái cây nào đó tôi thọt lên cho nó dễ chứ bây giờ. Cái trái nó cao vậy nè. Mà cái sức cái dép tôi chém nó không tới. Thôi thôi thôi, tập trung đi lượm rác đi. Đây nè, ở đây có mấy trái nó rớt làm ơi. Nhưng mà nhìn nó dơ quá, thôi tôi không có quay cho anh em xem được đâu. Ui quá trời. Để coi coi hôm nay trong cái bãi rác này có cái gì, quay lại cho anh em xem. Trời, cái gì vậy? Không rồi, không biết có nước. Trời ơi, có nước ra luôn vậy? Ê, cái chân tôi cái ơi. Trời ơi, nãy giờ cái chân tôi nó dơ. Nãy giờ tôi trời ghét à. Dơ quá trời luôn. Ủa Tuấn, vậy? Có cục sạc kìa. Không. Trời, cục sạc điện thoại của ai vậy ta? Đây nè. Trời. Ủa, có cái cục này là cái cục buri xe máy. Cái cục này là để gắn vô trong xe để cho xe đề á. Ủa, cục sạc này. Ủa, sạc nhỏ ta. Ủa, sạc này sạc rồi. Trời ơi, gãy bả luôn rồi. Trời ơi, thì đồ rác mà. Vậy vậy vậy. Cái túi đồ kìa. Uniwear. Trời ơi. Wow. Hôm nay lại có thêm một túi đồ chơi nữa. Còn mấy cái đồ inox này sao? Mấy này chắc cũng ta nữa, đừng lụm tao. Thôi mấy cái này là đồ của già trai đó, mày lụm hồi người ta quýt chết. Thôi lấy cái này đi. Lấy này. Có đồ review à. Yeah. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok anh em, hôm nay tôi lại tiếp tục review rác cho mọi người xem. Ừ. Đó, bây giờ đây là một cái bao rác nha. Đổ ra. Đổ ra, đổ ra. Đổ ra. Quá đã luôn rồi anh em ơi, bây giờ cái nhà của tôi nó giống như là cái tiệm tạp hóa vậy đó. Nhưng mà không phải là tạp hóa bán mì gói sữa mà là bán đồ chơi trẻ em. Lão già hôm nay la tôi hoài, lão già kêu tôi dọn đi chứ bây giờ tới tới nơi rồi, đồ nhiều quá. Bây tôi gái tôi quay cho nó lẹ lẹ cho anh em xem nó nhiều nhiều để cho cái nhà tôi nó sạch sẽ chút xíu. Ê, chứ nhà dơ quá. Ủa, cái chân mày ướt nhẹp dùng đụng như chân tao dơ quá gì? Anh chào. View nè. Ôi, trời, cuốn này là cuốn gì vậy? Cuốn này là cuốn sổ tiên đi quá. À, anh biết cái này rồi. Cái này là cái cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em đó. Ôi, trong đây là bán nhiều đồ chơi lắm nha Tuấn. Hả? Ủa, đẹp quá ha. Mấy đồ chơi Mỹ không anh trai? Đúng rồi, mấy cái đồ chơi này là đồ chơi mắc tiền không nè. Chứ không phải là đồ chơi mà bán trước mấy cái cổng trường mà hai anh em mình hay mua xài đâu. Đây trong shop đàng hoàng. Ôi, trời ơi, mấy cái đồ này là lắp Lego hả? Ừ đúng rồi nè, em ghiền như này nhất là Hot Wheels nè anh trai. Ủa, Hot Wheels này là cái gì vậy? Làm như xe đua mà nó chạy siêu nhanh luôn. What? À, xe đua nhưng mà cái vỏ nó bằng sắt hay bằng nhựa? Bằng sắt luôn. Trời, à, bằng sắt mắc tiền cho mày. Ừ, bởi vì năm chín 60 nghìn. Ôi, trời, có đây nguyên một cái bộ là khu vui chơi trẻ em luôn nè. Nè, cái này là trường đua Hot Wheels nè. Anh để Hot Wheels chạy á, là chạy hoài liên tục luôn. Thôi hay quá vậy. Hay. Vậy mày còn chiếc nào không cho tao mượn coi. Hồi đó đâu có tiền đâu mua trai. Trời, có mà giấu anh là mày chết cho mày. Cái này. Tiếp theo. Trời, đây nè. Wow. Nguyên một dàn xe hơi tiền tỷ luôn. Nè, 300 mấy. 314 nghìn. Trời ơi, một chiếc xe mà 300k. Bao xịn xò luôn anh em. Thôi, còn mấy chiếc này là đồng giá 119k nè. Ở trong TD World bán nè. Wow. Đẹp quá ha. Thôi, Gundam. Hồi nhỏ tôi lại có một cái sở thích là tôi không có thích những con vật mà tôi lại thích rất là cái loại robot. Ủa? Robot mà càng có đèn tôi càng khoái nghe. Hả? Mà điều khiển từ xa thì khỏi nói luôn, rất là tôi thích robot luôn. Robot này lắp ráp được nè. Ờ, robot này lắp ráp mấy con sư tử rồi nè. Yeah. Đẹp quá ha. Trời ơi, ơi, này lộn gái ơi. Ơi, quá trời búp bê luôn. Như có trò chơi dưới nè. Ồ,
có trò chơi cho mình sáng tạo luôn hả? Ừ. Wow, cái này là như là tìm đường may cung nè. Ừ. Bây giờ trở lại review đồ chơi cho các bạn xem đi. Cú Tiny World này tôi sẽ về nhà, tôi từ từ tôi nghiên cứu. Giờ để qua bên đây đã. Ủa, này giống cuộc hai tặc canh chạy. À, anh biết rồi, cái này á chính là cái mà người ta để trước chiếc thuyền á, để cho hai tặc á tìm đường á. Nó giống như là, ủa, cái màn hình hiển thị radar của hai tặc. Ủa, làm sao được? Thì cái này là nằm trên chiếc thuyền nè, nhưng mà bây giờ không có chiếc thuyền ở đây nên nó là rời ra. Oh, lạ lạ. Nhưng mà với kinh nghiệm của tôi á, cái màu này có thể nó là có giả quan trong đây luôn. Yeah. Đúng huyền thoại anh trai. Thôi, cây súng nước huyền thoại tuổi thơ học trò. Tuổi thơ. Ủa, cái con này gì lạ quá vậy? Nhìn giống khủng long mà. Ủa, nhìn giống lăng quăng á. À, giống như cái đồ khui bia đây nè. Hai cái chân với hai cái tay nó sẽ gắn bên đây nè, mà bây giờ nó mất tiêu rồi. Trời. Còn cái cây này là cây của quỷ sẽ tăng nè. Cây đinh ba. Ủa. Dạ, đếm thử con trai. Hay da, thằng Tú này dám đánh tôi đau quá, bây giờ tôi phải chơi nó lại mới được, còn một cây nữa. Yeah. Ủa, sao mày đỡ được hay quá vậy Tuấn? Trời ơi, thì kêu mà, còn này nè anh trai. Oh no. Đau quá. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. Tạm thời đình chiến đi. Trả hai cái cây xe tăng này nè, trả lại hai cây xe tăng này nè. Quá là nguy hiểm. Bây giờ mình rip một review cho anh em xem đi. Trời, cái này là gì vậy? Xe của người nhện. Này bắn gì anh trai? Như bỏ thẻ vô bắn á. Ủa, có bắn được luôn hả? À, bỏ thẻ để bắn nè. À, bỏ thẻ ở đây rồi bắn. Ủa, sao thì đó. À, đây nè, cái cây gạt nè. Ừ. Trời, xịn xịn quá vậy. Nguyên chiếc xe người nhện bắn được luôn. Wow, để đây đi. Trời. Ủa, gì vậy Tuấn? Này bắn thẻ luôn nè anh trai. Ủa, lại thêm một cái súng bắn thẻ nữa hả? Ừ. What? Ôi, cái súng này là giống safety shooter, có nghĩa là bắn tốc độ, hiểu không? À, mã này giống ngoài hành tinh á anh. Ồ. Ủa, vậy là còn cái cây rơi bỏ thẻ vô trong đây hả? Không biết, cây như nó bị hư á. Ủa, lạ quá vậy ta. Trời. Cái con này mới lạ nè. Con này nhìn thơ thơ giống khủng long nha anh trai. Còn anh thấy giống con cá vàng á. Wow. Con này đắp đá người luôn nha. Ồ, cái chân nó bẻ ra được nè. Đâu. Đó. Ôi. Từ nha. Để tìm hiểu cái... Còn có cái đầu nữa đâu ta? Thôi bây giờ mở cái này ra. Đó, cái đầu đó nè. Wow. Đó, cái đầu đó ra. Trời ơi, con khủng long đắp đáp luôn. Wow. Con khủng long đẹp ghê luôn. Trời ơi. Hôm nay tôi với Tuấn là thích nhất con này nè nha. Con này cũng là đẹp lắm luôn á. Đẹp. Mà mình có thể mình đáp lại thành cho ấy trứng luôn. Nè. Đây là con khủng long nè, anh em gọi gáp lại thành quả trứng nè. Đó. Bẻ cái đầu vô. Bẻ đuôi vô. Bẻ hai chân nó. Đó. Wow. Yeah. Là thành quả trứng, bây giờ lăn được luôn. Hay quá ta. Cái này đúng là ngon rồi anh. Ngon. Để đây lương. Ủa, cái đó cái gì vậy Tuấn? Đồ của Microsoft. Trời ơi, hãng Microsoft là hãng của Bill Gates, tỷ phú nổi tiếng thế giới đó. Đúng. Mà mày biết cái này là cái gì không? Chuột. Chứ không phải là cái đồ lót tay chuột hả? Không, cái này là con chuột của anh. Đâu mở ra coi. Con này xịn lắm nha. Ủa. Trời. Xịn. Cái hộp không mà cũng dám nói xịn. Ê Tuấn, trước mắt anh thấy có cái hộp này nè. Mày biết cái này là cái gì không? Hộp đĩa vậy? Cái hộp băng cassette ngày xưa người ta nghe đó. Mà cái này nghe đặc biệt của mình, tôi ấy thu âm được luôn. Mà cái cuộn băng ở trong nó mất tiêu rồi, thôi để đây luôn. Ở đây là cái cây giật điện mà hồi nãy tôi với anh Tuấn quýnh lộn với nhau. Để đây. Tiếp tục tôi lại phát hiện ra một cái đầu máy xe lửa. Ý, hình như em có coi phim này. Có phim nha. Hình như là thế giới đồ chơi phải không? Vậy á, không nhớ nữa. Đúng rồi, hình như phim này là của hãng Disney á. Đúng rồi. Tôi cũng nhớ phim này phim nào nữa. Anh em nào mà biết á thì comment cho tôi biết nha. Yeah. Tôi thấy quen lắm á. Rồi để qua đây luôn. Đây có một chút lông anh trai. Trời ơi, thôi đừng có vẽ tầm bậy. Ui, xịn. Ủa, sao có cây bút đông ở trong đây nó ngộ vậy ta? Đâu để vẽ thêm con chuột coi. Đó, cho con chuột dạ quang sáng lên nè. Đều. Mày phải cứu hết lên là chuột. Chuột. Người ta mới dễ hiểu được. Chú mặt tôi là một cái đèn pin rất là xịn sò luôn. Đèn ủi anh trai. À lộn, cái này không phải đèn pin là cái bàn ủi. Hình như là chị Bi thích cái bàn ủi này mới nghe. Hả? Đem về cho ba ủi đồ chơi. Được. Ấy, cà hư sao ba? Cái này mày phải cà lên mấy mặt phẳng giống như vậy nè. Đó, nó mới không hư được. Đó, ủi đồ nghe. Ủi, đây là một anh công nhân may mắn nữa. Trời. Ủi, anh công nhân đẹp quá ha. Ấy, như thọt ngón tay vô được rồi, mày thọt vô coi. Anh công nhân có cái lỗ. Đó, làm múa rối. Dễ thương quá ha Tứ. Dễ thương. Rồi, còn cái này là cái gì đây? Dạ. Cái này tôi cũng không biết là cái gì luôn. À, cái đồ đi đánh gòn anh chạy.
À, để cho anh lên này lắm nè. Ủa, thêm một cái đầu xe lửa nữa nè. Trời, vậy là hôm nay tôi lượm được tới hai cái đầu xe lửa luôn. Wow, xịn sợ. Xịn quá ha. Ui, trời, tuấn. Vậy đây là một con mini ẩn màu đen, màu vàng dơ quá. Ừ. Cũ rồi. Về rửa. Đây là một con cá ông nội của Nemo. Tại vì con cá này bự quá, Nemo ta nhỏ xíu à. Còn cái này là cái gì vậy? Cái gì đây? Ủa, cái đó cái gì vậy ta? Sao giống như con ốc sên vậy ta? Có nghe tiếng. À, hình như là cái đồ này bóp bóp để dụ em bé đó. Bóp bóp dụ em bé. Ôi, đây là một chiếc xe nhựa, nhưng mà chiếc xe này không có gì đặc biệt hết. Đó. Còn cái này là cái gì nè? Cái gì vậy? Hình như là cái cột này là cái cột mà khi mà người ta đua xe, người ta sẽ lấy cái cột này để ta làm cái điểm mà gọi là điểm kết thúc đó. Chạy xuyên qua cái cột này là đã chiến thắng. Hợp lý. Hôm nay mình lượm được rất là nhiều xe luôn. Bây giờ mình lấy cái cột này về mình đua, cái mình lấy cái này mình chơi. Trời, con gấu dễ thương không? Trời, I love con đi luôn. Ôi, dễ thương. Gấu đẹp ha. Ừ. Ấy còn bịch đồ chơi nè. Trời, nguyên bịch lấy gấu luôn. Thôi ra coi. Đổ ra, đổ ra. Xịn nha, bịch này xịn. Ủa sao có cái bằng cào này nữa? Trời, để tao cào mày thử coi tôi. Ai á? Đau. Wow, cái mà Lego này xịn quá ha. Ôi, tôi là tôi đặc biệt, tôi rất là mê Lego luôn. Hồi nhỏ là tôi càng thích hơn, mà tại vì lúc đó tôi không có tiền tôi mua. Thành ra bây giờ khi tôi lớn lên tôi thấy Lego tôi rất là mê luôn. Sư tử. Ôi, nhưng mà á nha, những cái cục Lego này mà mình ráp được thành một cái hình gì đó thì đó mới có ý nghĩa, mới chơi được. Còn nếu như những cái cục lẻ lẻ gì không á thì mình phải ráp, mình sưu tầm, mình lượm về càng nhiều càng tốt thì mình mới chơi được nha. Yeah. Mà mấy cái thanh này ráp không được gì đâu nơi. Nhìn nè, hình như nó có cái hình chỉ nè. Nhưng mà đó, mình coi theo cái này là mình sẽ ráp ráp. Cái này hình như là ráp với cái ngôi nhà này nọ thôi. Thôi, bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại những cái gì hôm nay tụi tôi lượm được nha. Đây là một bịch Lego. Đúng. Đó, còn cục này là cục gì tôi cũng không biết luôn. Đó, đây là cái cây mà kết thúc đường đua nha. Một cái bồ cào của Chư Bát Giới. Một cây súng nước. Đó, hai cái đầu xe lửa. Hai đầu kim loại của quỷ xe tăng. Đó, còn mấy cái hộp này là mấy cái hộp gì tôi cũng không biết. Cái này là để làm cái gì luôn. Biết, biết em biết anh. Cái gì? Cái này là chơi. Giống như là nó có xem một cái khung vậy đúng không? Nó để lên hai mấy cái cục này. Rồi mà lấy búa. Cái búa đập 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 nó để một cái con giống như là cái con chim kích cục ở trên. Đập mấy cái này á, chừng nào mà hả ai tới lượt người đó đập á mà cái này nó rớt xuống hết là người đó thua. Ủa lão gì thôi mày nói gì tao cũng không hiểu vậy, thôi dẹp đi. Đây một cái bàn ủi. Đó, một cuốn sách Tony Store rất là xịn luôn nha. Đó, cuốn Store này là quá trời hình cho bay luôn. Mày mốt tôi sẽ về tôi nghiên cứu, quá trời đẹp luôn nè. Đó, và đặc biệt hôm nay tôi thích nhất chính là cái con khủng long này. Khủng long. Con này là khủng long có cánh, nó bay được mà nó vừa ở trên không vừa ở dưới nước được luôn. Quá trời xịn luôn. Ok anh em, tôi cũng sẽ kết thúc clip tại đây luôn. Nếu như anh em thích những cái clip mà đi nhặt rác của tôi với anh Tuấn nữa thì hãy comment bên dưới. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, bye bye. Xây nguyên ngôi nhà luôn.